Xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ, ngày hôm nay bên vườn tiếp tục giao lưu mai để cả nhà mình sưu tầm chơi Tết nha. Hôm nay thì em sẽ lên một số giống như là hoa hồng thanh tú nè, cúc thọ hương ha, đại lộc nè, và một số cái mai giống nhỏ cho chúng ta sưu tầm về làm giống nha cả nhà. Rồi cái mã đầu tiên ngày hôm nay của vườn nha là cái mã số 63, một cây cúc hoa hồng thanh tú. Dạ, cây này là cây ghép cúc vườn cả nhà. Cây này thì em ghép được một năm ha, cái mắt bo nó tầm khoảng chừng 4 cm ha, cái hoành ngay chỗ này là 10 cm nha cả nhà. Hiện tại thì cây nó đang có một cái hoa gió nè, rất là đẹp ha. Dạ, cúc hoa hồng thanh tú thì cái hoa nó tầm khoảng chừng 35 cánh đổ lên đó cả nhà mình. Cây này thì chơi Tết ok nè cả nhà. Em cho cả nhà mình xem cái dàn nút nụ của cây nha. Rồi đây cả nhà ơi, nút nụ ok ha, rất nhiều nụ cho mình chơi Tết nha. Rồi cây này cao 60 cả nhà, em giao lưu với nhà mình giá là 350, bên vườn em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ, cả nhà mình lưu ý giùm em cả nhà, mình chụp lại cây ha, để mình kiểm tra cây giùm em nha. Và em gửi cả nhà, em có kèm theo hóa đơn cả nhà, là vườn mai Phúc An ha, đúng số tiền, đúng mã số của cây cả nhà mình nhận giùm em nha. Cả nhà mình ơi, tiếp theo là mã số 64 bên vườn nha. Dạ, 64 là một cặp đại lộc cả nhà, hàng này hàng chơi Tết rất là ok luôn nha. Cho em cho cả nhà mình xem cái cặp đại lộc này khá là đẹp luôn ha, nụ nút xum xuê ha. Đây là cái gốc của nó nha cả nhà. Rồi ha, em cho cả nhà mình xem gốc cây nha. Đây cả nhà. Rồi ha, cây thì có đủ chi tàn cho mình, em đã quấn dây sơ sơ nha. Chiều cao của nó tầm 50 nha cả nhà. Tàn ngang của nó tầm khoảng chừng 40 đến 45 cm ha. Cây nè cả nhà, nhìn cái vàng nụ nút nè, nhìn thấy mê quá trời luôn ha. Rồi cả nhà ơi, cho cả nhà mình xem cây nè, cho xem thật kỹ nha. Cây thì nó cặp này nó tương đối là nó đều nhau cả nhà ha, và chi cành thì em đã có sửa sẵn cho mình nha. Rồi cả nhà về chuẩn bị cái chậu cả nhà, thay á là đẹp tuyệt vời luôn ha. Đây cả nhà, cái tàn của nó nè, rất là đẹp nha cả nhà. Đây cái tàn ha, vô tay chi cành hết cho mình nha. Rồi cả nhà ơi, cái hoành thân của nó tầm 6 cm cả nhà ha, cái hoành tầm 6 cm đến 6,5 cm ha. Rồi cả nhà ơi, cặp này á, em giao lưu là 450, vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình. Nếu cả nhà mình thích thì hãy alo cho em nha. Rồi cặp này là mã số là 64 bên vườn, đây là mã số 64 nha cả nhà. Rồi mã số 64 là một cặp đại lộc nha. Hàng này là hàng ghép 3 mùa cho mình chơi Tết nha cả nhà. Cao tầm 50 cm ha. Rồi cây rất là xinh xơ luôn nha cả nhà. Mã số 64 nha, ai thích thì liên hệ em nha cả nhà. Rồi cả nhà mình ơi, tiếp theo là mã số 65 bên vườn nha cả nhà. Rồi 65 bên vườn là một cái cúc thọ hương nha. Dạ, cây này là ghép 3 mùa cho mình chơi Tết cả nhà. Trời ơi, cái cây này cái nụ là khủng khiếp luôn cả nhà, rất là nhiều nụ luôn nha. Cho cả nhà mình xem nụ nè, trời ơi quá trời nụ luôn cả nhà. Đây ha, cái cây này nó ngộ lắm cả nhà, nó nằm nghiêng nghiêng ha, nó dáng nó nằm nằm luôn cả nhà, giờ không có sửa nó đứng được, nó là nó nằm gì luôn nè. Nhìn nó lạ lạ cả nhà ơi, mà đặc biệt là cái vàng nụ của nó, trời ơi thôi là tuyệt vời luôn ha. Cho cả nhà xem phía dưới cái cây nè. Trời ơi cả nhà ơi, nó như vậy không á, quá trời nụ luôn ha. Cái cây này là tuyệt vời luôn á. Đây nè cả nhà, ồ cái vàng nụ của nó là siêu đẳng luôn á. Đây nè, quá trời nụ luôn ha. Rồi cả nhà, cái cây này thì ghép 3 mùa cho mình chơi Tết nha cả nhà. Đây cái củ đế nó cũng bự lắm nha cả nhà, cái củ nó như vậy nè ha. Rồi ha, thân nó cũng lắc lượng ha. Rồi cả nhà ơi, cây này thì bên vườn em sẽ giao lưu với cả nhà mình á, giá là 280.000 ha. Rồi em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Đây là mã số 65 bên vườn cả nhà, một cái cúc thọ hương hàng 3 mùa liền cốt chơi Tết nha. Rồi cây này 280 cả nhà, em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Đây cái tàn phía trên cả nhà nhìn ha, rất là đẹp luôn nha. Rồi ai thích thì sưu tầm nha cả nhà. Cây này mình sửa lại cả nhà, cái dáng bye bye nè cả nhà. Rồi mã số 65 nè. Rồi tiếp theo cái mã 66 cả nhà. 66 là một cái giỏ siêu nụ nha. Cây này thì em vô chậu cho mình luôn rồi cả nhà. Đây cái giỏ siêu nụ này ha. Rồi cả nhà, cây này cao tầm 45 cm ha, tàn ngang là tầm khoảng chừng 45-47 nha. Đây đặc biệt là cái củ đế của nó cả nhà ha, củ đế nó rất là to luôn nè cả nhà, một bệ củ đế luôn ha, rất là đẹp nè. Rồi cả nhà ơi, cái vàng nụ của nó thì thôi là mê ly luôn ha. Cây này thì em chưa có sửa nha cả nhà, cái này về cả nhà mình vô dây mình sửa tàn cho nó ha cả nhà. Nhánh sửa vô một vài cọng dây ha, cho nó tròn tròn, nó nhánh ra rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi đây là phía trên của nó nè cả nhà, nó kín tàn luôn nha. Cái này tròn do luôn nha, nhà sửa một cái là hết ý nha. Rồi hiện tại thì nó đang nằm chậu như vậy nè cả nhà. Đây em này nằm chậu rất là dễ thương luôn. Rồi cây này em giao lưu với nhà mình á, giá là 400.000 nha. Bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Rồi cây này 400 cả nhà ơi, bao luôn phí vận chuyển nha. Cả nhà mình có thích thì alo cho em nha. Mã số 66 bên vườn cả nhà, một cây giảo siêu nụ ha. Rồi cả nhà ơi, cái hoành thân của cây này cả nhà là 7 cm ha. Đây.
Đây là cái bể đế của nó nè, nó cả nhà rất là đẹp luôn ha. Đây cho cả nhà nhìn xa xa ha. Rồi cả nhà ơi, cây này giao lưu là 400 nha. Em sẽ bao luôn cái vận chuyển cho mình nè. Rồi tiếp theo mã số 67. Mã số 67 là một cây cúc thọ hương cả nhà, hàng này là hàng 3,5 mùa ha. Chơi tết nha cả nhà. Trời ơi, đặc biệt là cái tàn của cây này cả nhà ơi, nó tròn do luôn, cũng khiếp tròn luôn nè. Quá trời cái tàn luôn ha cả nhà. Cái này 3 mùa rưỡi nha cả nhà, cho mình chơi tết ha. Rồi cả nhà, cái hoành thân của nó nè. Đây, cái hoành thân ha, nó nhỏ hơn tay cái một xíu ha. Đây cả nhà. Tại vì tay cái em nó bự lắm nha cả nhà. Cây này chắc cái hoành của nó tầm khoảng chừng 6,5 ha. Rồi cả nhà, đây là cái củ đế của cây nè cả nhà, nhìn có duyên lắm nha. Cây thì thôi là nụ đặc luôn á. Nhiều nụ lắm nha cả nhà, em cho cả nhà mình xem ha. Trời ơi nè, nụ nè. Nó cả nhà mình ha. Đây, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn cả nhà. Cả nhà mình sưu tầm cây này nha. Đây. Quá trời luôn ha. Rồi, cái tàn đây. Đó, nó kín luôn cả nhà, nó kín kẹo như vậy luôn nè. Nó kẹo kéo cái tàn luôn, đặt đặt gọt cái tàn luôn. Nhìn dễ thương quá cả nhà. Rồi ha, cây này nó cao qua tầm khoảng chừng 55 cm cả nhà. Tàn ngang của nó là hơn 60 nha. Rồi cây này thì em giao lưu với nhà mình giá là 500, bên mua em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Cây cúc họ hương này 500 nha cả nhà, trời ít màn hình luôn rồi. Bao phí vận chuyển ha. Đây là mã số 67 bên vườn cả nhà ha. Cúc họ hương chơi tết nha cả nhà. Cây này thì vàng nụ ok nha cả nhà. Ồ, có một bé sâu cả nhà ơi. Rồi, đâu rồi, đâu rồi? Rồi rớt rồi. À, cái này á là 500 nha cả nhà. Mã số 67 nha. Bao luôn phí vận chuyển cho mình nè cả nhà ơi. Cái cây này tàn hùm lùm thấy hương lắm. Rồi mã số 67 cả nhà ơi, một cúc họ hương nha. 3,5 mùa. Rồi tiếp theo mã 68 cả nhà. Rồi mã 68 bên vườn ha, là một cái cúc thọ hương, hàng này ghép 3 mùa cả nhà, cho mình chơi tết nha. Rồi cây này cao 50 cả nhà, tính luôn cái đọt nha, cao 50 ha. Đây, tới chỗ này nè. 50. Rồi cả nhà, cây thì được quấn rễ cho mình ha. Rồi cho cả nhà xem cái dàn nụ nè. Nó rất là đẹp nha cả nhà, nụ nhiều lắm á. Cây này thì rất là ok nè cả nhà ơi. Đây. Cây này nó đã có nở hoa gió cả nhà. Cả nhà nhìn cái cây nè. Cái này mà gửi đi là nó không rụng, cái này là mình có hạt để mình ươm cây thọ hương riêng luôn cả nhà. Cây này thì ghép 3 mùa nha cả nhà, nó liền cốt cây riêng luôn ha. À, và cái củ đế này được quấn rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đây nè ha. Rồi. Cái tàn ngang của nó phía trên nè cả nhà, cái tàn của nó cũng khá là tròn ha. Rồi cái này em giao lưu với nhà mình giá là 320.000, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi em giao lưu 320 nha. Đây là mã số 68 bên vườn cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, mã số 69 bên vườn ha. Rồi 69 bên vườn là giao lưu với cả nhà mình là một cây quýt rồng và một cây bóng lông nha. Quýt rồng là quýt lông cả nhà, tại em nói vậy á. À, cây như vậy nè cả nhà. Rồi cái nó có củ đế, nó có quấn cho mình ha. Cây thì liền cốt cho mình chơi tết nha. Đây cả nhà, nụ nút thì ok nha. Rồi cây quýt rồng này cao là 40 cm nè, và cây tư long này cao khoảng chừng là 45 đến 50 nha cả nhà. Đây ha, nó đang ôm những cái nụ nè, rất là đẹp cho mình chơi tết nè. Cây nào thì cũng được quấn rễ hết cả nhà ha. Hàng này là hàng ghép liền cốt cho mình luôn ha, giống như cây riêng luôn rồi. Rồi cặp này cả nhà, cặp bóng lông, cặp quýt rồng thì em giao lưu cả nhà mình á là giá là 360.000, em bao luôn phí vận chuyển nha. Rồi cặp này 360 cả nhà, bao luôn phí vận chuyển mình nha. Và ai thích liên hệ em nha cả nhà, mã số là 68 bên vườn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo cái mã 69 bên vườn luôn cả nhà. Rồi 69 là giao lưu với cả nhà mình 4 cây giống nha. Rồi đầu tiên là cái cúc tây thi nè cả nhà. Rồi cái này là được xử lý rễ rồi ha, cây này về mình lấy bo được ha cả nhà ha. Đây cúc tây thi cả nhà, cây này cao tầm khoảng chừng 40 cm trở lên ha. Rồi kế đến cả nhà là một cái giống là dảo, dảo độc đỏ nha. Cây này thì có nụ cả nhà ha, cái này mình có thể tép mặt hoa được nè cả nhà. Em thấy nụ nó cũng khá nhiều nè. Cây là liền cốt luôn ha, cây cũng xinh xinh ha. Cây này cao là 40 trở lên luôn. Rồi kế đến là một cái cây dảo Indo cả nhà ha. Cây được quấn bí nè. Hiện tại thì lá như vậy là mình về mình lấy được một số bo nha cả nhà ha. Đây cây nó có nút nụ ha. Cây này thì nó liền cốt luôn cả nhà, cái dảo Indo nó liền cốt luôn nha. Rồi kế đến cả nhà, cúc hoa hồng thanh tú. Rồi cây này ha, về lấy bo được cả nhà ha, hoặc là chơi tết này cả nhà. Cây này chơi tết ok nè, nụ quá trời luôn cả nhà ha. Nó có một số cái lá già già cả nhà, nó xấu xấu không sao ha. Cái này về cả nhà mình chăm lại ha, chăm lại thì cây nó sẽ tốt cả nhà. Tại vì cái lá này cả nhà là từ đầu năm tới giờ ha, là nguyên một năm thì bắt buộc có lá nó già là nó phải rụng thôi cả nhà, không có vấn đề gì cả nha.
quan trọng cả nhà, lá non mới ra tốt đàng hoàng ha. Đây cả nhà, lá non nè, nó rụng lá già, nó ra lá non đẹp ha cả nhà. Đây màu đỏ tươi nha, cúc hoa hồng thanh tú nè ha, nó dạng xíu là nó chuyển màu từ từ ha, là nó già nữa thì nó chuyển màu xanh luôn ha, còn non mơn mởn vậy là màu đỏ. Rồi cả nhà ơi, bốn cây này ha, vườn em giao luôn là 300.000, vườn em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Rồi bốn cây bốn giống nè, cúc tây thi, cúc hoa hồng thanh tú, giảo lá gai và giảo đọt đỏ nha cả nhà. Rồi bốn cây ha, là 40cm cả nhà trở lên ha. Rồi bốn cây 300, vườn qua phí vận chuyển cho mình nha. Mã số 69 nha cả nhà. Rồi cái mã 70 luôn cả nhà. 70 là ba cây cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Rồi hàng này mình về mình lấy bo hoặc là mình chơi Tết đều được luôn cả nhà. Tại vì cây đang ôm khá là nhiều nút nụ luôn ha cả nhà. Hoa hồng thanh tú thì em bao chuẩn giống cho cả nhà mình nha. Cây rất là ok luôn cả nhà ha. Đây. Củ đế thì được quấn xử lý đế hết cả nhà, về thay cho nó cái chậu là cũng ok lắm ha. Uống nhắn lông nha cả nhà. Rồi cây thì nút nụ rồi cả nhà ha. Có nút nụ cho mình nha. Và nó có cái hoa gió luôn cả nhà. Rồi ha, ba cây cúc hoa hồng thanh tú cả nhà. Đây, rễ quấn rất là đẹp cho mình ha. Rồi cây thì cao tầm khoảng chừng 40cm trở lên nha. Rồi ba cây 300, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Mã số là 70 bên vườn nha cả nhà. Rồi, đây cả nhà, cái mã 71 bên vườn nha. Rồi 71 giới thiệu với mình là một cặp giảo siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi cặp giảo siêu bông Sài Gòn này là cái gốc nó được quấn rễ hết cả nhà ha. Cái hoành trung bình nó là khoảng chừng 7cm nè, là cái cũ của nó ha. Siêu bông Sài Gòn cả nhà ha. Rồi chiều cao trung bình tầm 30cm nha. Rồi cây này về lấy bo được liền cả nhà, em không có phân thuốc gì nha. Cái này mình về lấy bo được liền luôn ha. Rồi ai đang cần những cái bo của siêu bông Sài Gòn cả nhà thì đây là một lựa chọn thích hợp nè. Cây nó giá nó hợp lý cho mình dễ sưu tầm cả nhà ha. Và nó lại có bo nhiều ha. Rồi cặp này cả nhà ơi, giao lưu với nhà mình giá là 250 nè. Bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Rồi cặp giảo siêu bông Sài Gòn này cả nhà 250, vườn em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Mã số 71 cả nhà. Rồi mã 72, một cái cúc thọ hương nữa nha. Rồi hàng này á, sưu tầm về chơi Tết cả nhà, ghép 3 mùa ha. Rồi cây thì có quấn rễ cho mình như cả nhà. Đây, cây quấn rễ như này ha. Rồi hoành thân cũng là 66,5 ha. Rồi cây này cao 50 nha cả nhà. Rồi cái tàn phía trên của cây ha. Rồi cây này giao lưu với cả nhà mình giá 320 luôn. Vườn em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi một cây cúc thọ hương cả nhà. Hàng già mùa chơi Tết nha cả nhà. Đây ha. Đây nút nụ cả nhà ha, ok nha. Rồi cây này về sưu tầm chơi Tết nha cả nhà. Nút nụ thì có cho mình ha. Đây là có quấn dây á, vô cây cây hết rồi cả nhà. Về cái nhà mình chịu khó thích thao thì mình sửa lại ha, sửa theo ý thích của mình nha. Cái này là em chỉ tạm định hình cho nó thôi nha cả nhà. Rồi cây này á, mã số là 72 bên vườn nha. Rồi giá 320, vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình một cái cúc thọ hương 3 mùa chơi Tết cả nhà. Cây này cao 50 ha, tàn ngang của nó tầm 45cm cả nhà ha. Rồi cuối cùng ngày hôm nay là mã số 73 bên vườn cả nhà, giao lưu với nhà mình là một giỏ tự xoắn luôn ha. Hàng này là mình mini, mình để bàn cho Tết nha cả nhà. Rồi cây như thế này ha cả nhà, nút nụ ha, cho mình cả nhà mình xem nút nụ nè. Cây xoắn rất là đều luôn ha, cái này về mình có thể lấy bo cả nhà ha. Bo rất là nhiều bo luôn cả nhà. Đây xoắn nó ôm nụ nha, nụ chi chít nha cả nhà, trong cả lá nè. Đây cả nhà. Rồi em đã thay chậu cho mình ha, một cái chậu rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Cái này mình chơi lá, mình chơi hoa được luôn. Cái này về để bàn cả nhà, đẹp xuất sắc nha. Đây, cái rễ là quấn bí lở cả nhà ha, nhìn rất là ok luôn. Cây này dễ thương lắm cả nhà, cái chậu cũng dễ thương nữa. Rồi cái này em giao lưu với nhà mình á, giá là 300, bên vườn em bao luôn phí vận chuyển nha. Rồi này giá 300 cả nhà, cây này ha, bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Rồi mã số 73 bên vườn nha. Rồi ngày hôm nay em giao lưu mình 11 mã cả nhà ha. Mình thích cái mã nào thì mình hãy alo cho bên vườn của em nha. Rồi số điện thoại bên vườn là 0984 955 952 nha cả nhà. Rồi và số là 0965 955 952. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em nha. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.